kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Nhân đạo cho đời sống do Đài Phát thanh Truyền hình Bạc Liêu và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bạc Liêu phối hợp thực hiện. Thưa quý vị, Hội Chữ thập đỏ các tỉnh miền Tây Nam Bộ thuộc cụm thi đua số 8 vừa tổ chức thành công hội nghị sơ kết công tác hội và phong trào Chữ thập đỏ 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Hội nghị do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bạc Liêu đăng cai tổ chức, có sự tham dự của lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, lãnh đạo địa phương và Hội Chữ thập đỏ các tỉnh trong cụm thi đua Tây Nam Bộ. 6 tháng đầu năm 2023, các cấp Hội Chữ thập đỏ thuộc cụm thi đua các tỉnh miền Tây Nam Bộ luôn phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối trong hoạt động nhân đạo. Công tác hội và phong trào Chữ thập đỏ các tỉnh miền Tây Nam Bộ có bước phát triển mới, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng địa phương. Triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chương trình xã hội nhân đạo trong hệ thống hội. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, từ tiếp cận đối tượng cho đến gắn kết, trợ giúp đối tượng. Ngay từ đầu năm, Hội Chữ thập đỏ các tỉnh trong cụm đã tập trung chỉ đạo các cấp hội triển khai thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động của hội như phong trào Tết Nhân Ái, Tháng Nhân Đạo, phong trào Người Tốt Việc Thiện, chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái, phong trào Hiến Máu Tình Nguyện và các chương trình như Hành Trình Đỏ, dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật và chương trình An Toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn. Các phong trào, cuộc vận động và các chương trình nhân đạo đã thu hút sự tham gia ngày càng đông đảo của các tổ chức cá nhân và các tầng lớp nhân dân, qua đó thể hiện tinh thần trách nhiệm, tinh thần nhân đạo và nghĩa cử nhân dân, đồng cảm chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, giúp họ vươn lên, hòa nhập với cộng đồng. Hưởng ứng phong trào Tết Nhân Ái Xuân Quý Mão 2023, kế thừa từ phong trào Tết Vì Người Nghèo và Nạn Nhân Chất Độc Da Cam do Trung ương Hội phát động. Dù là năm đầu triển khai phong trào với tên gọi mới, cách làm mới, nhưng Hội Chữ thập đỏ các tỉnh miền Tây Nam Bộ đã tham mưu cho tỉnh triển khai thực hiện tốt phong trào với kết quả đã tổ chức vận động và trao tặng gần 485.000 suất quà trị giá trên 205 tỷ đồng, góp phần chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng yếu thế được du xuân đón Tết sum vầy, đầm ấm. Cùng với phong trào Tết Nhân Ái, Hội Chữ thập đỏ các tỉnh miền Tây Nam Bộ còn triển khai thực hiện hiệu quả cuộc vận động mỗi tổ chức cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo. Các cấp hội trong cụm thi đua đẩy mạnh thực hiện nâng cao chất lượng vận động ở 3 cấp hội. Nhờ tổ chức nhiều cách làm hay và sáng tạo, các cấp hội trong cụm đã kêu gọi các tổ chức cá nhân trợ giúp được 13.940 địa chỉ nhân đạo với tổng trị giá trợ giúp hơn 24 tỷ đồng. Ngoài ra, các mô hình giúp hộ nghèo, hộ khó khăn chuyển đổi sinh kế, hỗ trợ cây trồng con giống cũng được thực hiện hiệu quả. Kết quả từ đầu năm đến nay, các tỉnh đã hỗ trợ cho 989 hộ trị giá gần 3 tỷ đồng. Đặc biệt, hưởng ứng tháng nhân đạo năm 2023 với chủ đề Từ trái tim mỗi chúng ta chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái do Trung ương Hội phát động, các cấp hội trong cụm đã triển khai đồng bộ đạt hiệu quả thiết thực. Kết quả đã trợ giúp cho gần 422.000 lượt người với tổng trị giá trên 200 tỷ đồng, gồm các hoạt động như xây cầu giao thông nông thôn, tặng nhà chữ thập đỏ, tặng xe lăn, xe đạp, học bổng cho học sinh, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí. Đối với các tỉnh miền Tây Nam Bộ thì cũng được phân công là cái cụm thi đua số 8, các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Thì trong cái thời gian hoạt động thì theo cái quy chế hoạt động của cụm thì hôm nay thì Bạc Liêu sẽ đơn vị đăng cai cái tổ chức cái hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 của cụm thi đua số 8. Thì theo tôi thì trong cái 6 tháng vừa qua, cái tình hình hoạt động công tác hội và phong trào chữ thập đỏ của cụm nói chung, trong đó có tỉnh Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bạc Liêu, thì tôi thấy là qua cái thời gian theo dõi thì Bạc Liêu là một trong những cái tỉnh cũng thực hiện khá tốt cái phong trào hội và cái công tác chữ thập đỏ. Cụ thể là thực hiện tốt cái chương trình an sinh xã hội ở địa phương, cũng như là góp phần cùng với cụm để chúng ta hoàn thành cái chỉ tiêu mà cấp trên giao. Ở đây thì Bạc Liêu cũng có nhiều cái mô hình hoạt động theo cái ví dụ như là mô hình sinh kế hỗ trợ cho người dân nghèo khó khăn. Cái thứ hai nữa là cái hỗ trợ nhà chữ thập đỏ. Thì với mong muốn chúng tôi cũng góp phần đồng hành cùng Hội Chữ thập đỏ Bạc Liêu để thực hiện cái chương trình này, để góp phần cho địa phương thực hiện tốt cái chương trình an sinh xã hội nhằm để phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng mong muốn là tiếp tục sẽ đồng hành rồi hỗ trợ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bạc Liêu để làm thế nào để
thực hiện tốt cái chương trình an sinh xã hội để hỗ trợ cho người dân những cái chương trình ý nghĩa này để họ đảm bảo cuộc sống. Bên cạnh công tác xã hội, 6 tháng đầu năm 2023, Hội Chữ thập đỏ các tỉnh Tây Nam Bộ triển khai thực hiện hiệu quả các mặt công tác khác như công tác phòng ngừa, ứng phó thiên tai, công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng và công tác tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện. Trong cụm hiện có hơn 1.200 loại hình câu lạc bộ hiến máu tình nguyện với trên 17.000 thành viên. Kết quả từ đầu năm đến nay, các tỉnh trong cụm đã vận động tiếp nhận được hơn 46.000 đơn vị máu, đạt hơn 30% chỉ tiêu trung ương giao, kịp thời phục vụ cho cấp cứu và điều trị người bệnh tại bệnh viện các tỉnh trong cụm. Về Bạc Liêu tham dự hội nghị sơ kết công tác hội và phong trào chữ thập đỏ 6 tháng đầu năm 2023 lần này, lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ 12 tỉnh trong cụm thi đua các tỉnh miền Tây Nam Bộ còn đến tham quan các mô hình sinh kế của hộ dân, tổ chức trao tặng nhà chữ thập đỏ và trao vốn hỗ trợ sinh kế cho người dân nghèo tại xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long. Các đại biểu trong đoàn đã đến tham quan mô hình đan đác của gia đình anh Cao Văn Gõ, ngụ ấp Mỹ 1, xã Vĩnh Phú Đông. Gia đình anh Gõ thuộc hộ nghèo của địa phương. 5 năm trước, khi đi làm thuê ở tỉnh Quảng Ngãi, anh Gõ không may bị tai nạn giao thông. Từ một người lành lặn và là lao động chính trong gia đình, sau tai nạn, anh thành người khuyết tật, đôi chân đi lại khó khăn, khiến cuộc sống gia đình vốn đã nghèo lại càng nghèo thêm. Biết được gia cảnh của anh, Hội Chữ thập đỏ huyện Phước Long, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bạc Liêu đã đến khảo sát và giúp gia đình anh 10 triệu đồng để làm nghề đan đác. Nhờ có số tiền hỗ trợ sinh kế của Hội Chữ thập đỏ cách đây 3 năm, giúp gia đình anh có số vốn để làm ăn. Trở lại thăm gia đình anh dịp này, Hội Chữ thập đỏ các tỉnh trong cụm miền Tây Nam Bộ còn trao tặng cho gia đình một phần quà trị giá 2 triệu đồng. Cũng trong dịp về dự hội nghị sơ kết công tác hội lần này, lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và đại diện Hội Chữ thập đỏ các tỉnh miền Tây Nam Bộ còn đến dự buổi lễ khởi công xây dựng nhà chữ thập đỏ trị giá 40 triệu đồng cho hộ anh Bùi Quốc Trung, sinh năm 1987, ngụ ấp Mỹ 1, xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long. Trong buổi lễ khởi công xây dựng nhà, do anh Trung đang đi làm thuê ở xa nên vắng mặt, đại diện gia đình ông Bùi Quốc Thanh, cha của anh Trung cho biết, ngôi nhà con trai ông đang ở xuống cấp đã nhiều năm nay. Thế nhưng, để tự lực xây dựng lại ngôi nhà mới đối với anh Trung cũng như gia đình ông là việc không thể thực hiện được. Nhờ sự hỗ trợ của Hội Chữ thập đỏ các tỉnh trong cụm, giúp con trai ông có được căn nhà mới. Điều kiện của Trung, Trung con tôi thì hoàn cảnh nó khó khăn lắm. Nó ba con mà đang học mà nó mặn mướn thuê còn nuôi còn hơi khó nữa, mà cất cái nhà thì khó. Rồi gia đình tôi thì nó nào ngay cũng muốn cho mà không có khả năng. Rồi bây giờ nó đi mần, rồi bây giờ có cấp trên là ở tỉnh hội thập đỏ xuống cho cái nhà với các tỉnh khác hỗ trợ là tôi rất cảm ơn, tôi rất mừng. Rồi tôi hứa từ đây trở lên tôi đôn đốc cho con đó là gắng mần ăn thoát được cái nghèo, được cái nhà lành lặn cho con cho cái đó ở cho nó ấm cúng. Ngoài trao tặng căn nhà chữ thập đỏ cho gia đình anh Bùi Quốc Trung, Hội Chữ thập đỏ các tỉnh miền Tây Nam Bộ thuộc cụm thi đua số 8 cũng trao vốn sinh kế cho 3 hộ nghèo của xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long, mỗi hộ được hỗ trợ 5 triệu đồng. Đây chính là món quà ý nghĩa đến từ sự chung tay của cộng đồng giúp các hộ nghèo có nguồn sinh kế bền vững, từ đó có thêm động lực để vươn lên, cải thiện cuộc sống. Đối đơn vị Vĩnh Phú Đông cũng thật vinh dự, cũng được sự quan tâm. Rồi là đối với các cái hội chữ thập đỏ các tỉnh miền Tây Nam Bộ xuống để hỗ trợ cho đối với đơn vị một căn nhà tình thương và ba hộ trao vốn cho ba hộ cái vốn sinh kế là mỗi hộ 5 triệu đồng. Thì trước hết thì cũng thay mặt cho lãnh đạo đảng ủy, ủy ban xã thì cũng chân thành cảm ơn các cái lãnh đạo của chữ thập đỏ các tỉnh miền Tây Nam Bộ đã quan tâm đối với đơn vị để hỗ trợ cái nhà ở cho cái hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn là một trong những cái vấn đề mà chỉ tiêu đặt ra đối với đảng bộ để quan tâm làm thế nào để đối với những người yếu thế là được cái căn nhà, rồi được cái nguồn vốn, rồi cái phương thức sản xuất làm ăn để vươn lên thoát nghèo, làm thế nào cho cái đáp ứng cái đời sống của người dân. Đó cũng như là cái mong muốn đối với đảng bộ xã. Thì cũng một lần nữa thì hôm nay được sự hỗ trợ quan tâm
đặc biệt là cũng hội chữ thập đỏ tỉnh Bạc Liêu, rồi là hội chữ thập đỏ các cái tỉnh miền Tây Nam Bộ xuống để hỗ trợ đối với đơn vị. Thì đối với thời gian tới thì cũng mong lãnh đạo cũng cố gắng quan tâm hơn nữa đối với đơn vị, cũng có những cái chương trình chính sách nhân đạo về nhà ở hoặc là cái nguồn vốn gì đó để hỗ trợ cho xã trong cái thời gian tới được cái đo cho cái người dân được cái thụ hưởng rồi phát triển hơn. Gia đình của tôi có hai đứa cháu, nhưng chồng đã mất năm nay cũng mấy năm rồi, năm 2016 tới bây giờ. Rồi cũng đi làm công nhân để gán cho hai đứa cháu học. Công việc thì rất là bấp bênh luôn. Đi làm thì đồng lương thì không có bao nhiêu, nhưng có hai đứa con học nữa. Nhưng thật sự cũng rất là gắng cố gắng lắm, nhưng mà thì cứ cố gắng tới đâu thì hay tới đó thì thôi, thì cũng gắng cho con nó học. Bây giờ được mấy chú, mấy cô chú hội thập đỏ giúp đỡ cho nguồn vốn cho tôi là được 5 triệu đồng. Tôi rất là mang ơn mấy các cô chú và cái với các chú cấp ngành các cao á. Nguồn vốn này chắc có lẽ là em về em có lẽ là chăn heo để cho cháu ở nhà để nó nuôi, chứ còn em phải đi làm. Nằm trong chương trình hội nghị sơ kết công tác hội và phong trào chữ thập đỏ 6 tháng đầu năm 2023 của cụm thi đua các tỉnh miền Tây Nam Bộ do tỉnh Bạc Liêu đăng cai tổ chức. Hội chữ thập đỏ tỉnh Bạc Liêu còn tổ chức lễ bàn giao nhà chữ thập đỏ cho gia đình ông Nguyễn Văn Bum, nhà ở ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình, thuộc đối tượng hộ nghèo của địa phương. Được biết, vợ chồng ông Bum và hai con đều đi làm thuê nhưng công việc cũng không ổn định. Căn nhà được xây dựng trên nền mới, có diện tích sử dụng khoảng 80m². Sau 2 tháng thi công, căn nhà đã hoàn thành với tổng giá trị 150 triệu đồng. Trong đó, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Bạc Liêu vận động Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Ninh Bình tài trợ 50 triệu đồng. Phần còn lại do gia đình và người thân ông Bum hỗ trợ. Ngôi nhà được xây dựng là nguồn động viên rất lớn đối với gia đình ông Bum, giúp gia đình cải thiện điều kiện sống. Nhân dịp này, Hội Chữ Thập Đỏ huyện Hòa Bình còn trao tặng thêm 25 kg gạo, động viên tinh thần gia đình. Nó cũng khó khăn nhà ở, dột nát cái đất, nhờ chính quyền phương với thập đỏ tỉnh, huyện giúp đỡ cho căn nhà, cũng rất cảm ơn. Để an tâm, ráng lo mà ăn, không còn lo nhà nữa. Đối với xã Vĩnh Hậu thì cái tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của xã thì còn rất là cao. Thì đời sống của bà con chủ yếu là đi làm biển và làm thuê hàng ngày để kiếm sống. Chung hàng năm thì hội chữ thập đỏ của huyện cũng như của tỉnh cũng quan tâm đối với cái bà con hộ nghèo của đơn vị xã Vĩnh Hậu. Thì hàng năm thì cũng có các cái chương trình ví dụ như hỗ trợ quà cũng như hỗ trợ nhà ở rồi hỗ trợ sinh kế cho bà con hộ nghèo khó khăn ở xã Vĩnh Hậu. Trong năm 2023 thì Vĩnh Hậu thì cũng đầu năm thì cũng có được hỗ trợ khoảng 30 suất quà cho hộ nghèo, hộ khó khăn. Rồi cũng có một căn nhà và 8 cái hộ được hỗ trợ là sinh kế. Thì cũng qua đây thì cũng mong thời gian tới thì được sự quan tâm của lãnh đạo hội chữ thập đỏ tỉnh cũng như hội chữ thập đỏ của huyện thì quan tâm nhiều hơn nữa, hỗ trợ nhiều cái chương trình cũng như hỗ trợ nhiều cái căn nhà cũng như là cái hỗ trợ vốn sinh kế cho bà con được hưởng cái nguồn vốn này để có cái vươn lên thoát nghèo bền vững. Với nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa, các cấp hội chữ thập đỏ các tỉnh miền Tây Nam Bộ đã góp phần vào việc đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động nhân đạo, chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn, qua đó nâng cao chất lượng đời sống vật chất tinh thần cho người yếu thế, người nghèo, đồng thời lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc về tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia yêu thương trong cộng đồng. Những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm là nguồn cổ vũ, là động lực để các cấp hội trong cụm tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong hoạt động nhân đạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chương mục nhân đạo và đời sống kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.